tin từ Missouri cho biết là hai người thợ hớt tóc có thể làm lây nhiễm Covid-19 cho hơn 100 khách hàng. Theo tin tức trên đài truyền hình địa phương WTHR, hai người thợ hớt tóc ở Missouri dương tính với Covid-19 có thể đã lây bệnh cho ít nhất là 140 khách hàng. Các viên chức của sở y tế địa phương cho biết là vụ này xảy ra tại tiệm hớt tóc Creek. Clip ở thành phố Springfield thuộc tiểu bang Missouri. Ban đầu chỉ có 7 người thợ hớt tóc và 84 khách hàng có nguy cơ lây nhiễm virus. Sau khi Sở Y tế của Springfield Greene County xác nhận là một thợ hớt tóc ở đây xét nghiệm dương tính với virus vào ngày thứ Sáu, 22 tháng 5. Nhưng cho đến ngày thứ Bảy, thì Sở Y tế loan báo là có thêm một người thợ hớt tóc nữa cũng bị dương tính mà trước đó người này đã phục vụ cho 56 khách hàng. Sở Y tế cho biết là hai người thợ hớt tóc và khách hàng đều đeo khẩu trang và các viên chức sẽ liên lạc để xét nghiệm tất cả những ai đã tiếp xúc với hai người thợ này. Người thợ đầu tiên nhiễm bệnh đã làm việc từ ngày 12 tây tháng 5 đến ngày 20 tây tháng 5. Người thứ nhì làm việc từ ngày 16 tây cho đến ngày 20 tây tháng 5. Nhật báo Springfield News Leader cho biết là hai trường hợp nhiễm này xảy ra sau khi chính quyền của thành phố Springfield công bố một kế hoạch nới lỏng quy định hạn chế có liên quan tới Covid-19. Theo lời của ông Clay Goddard Giám đốc của Sở Y tế Springfield Green County cho biết rằng mặc dù là các cơ quan y tế địa phương hiện nay có đủ khả năng truy tìm nguồn gốc cũng như là nguy cơ lây nhiễm, có thể họ không làm được như vậy nếu có quá nhiều người có nguy cơ bị nhiễm bệnh ông giám đốc đã cảnh báo rằng thực lòng mà nói các địa phương không được có thêm những vụ như thế này họ không được để cho những vụ như thế này trở nên phổ biến nếu không thì cộng đồng địa phương sẽ quá sức và chính quyền địa phương sẽ phải xem xét lại kế hoạch sắp tới để mở cửa trở lại